Mình phải theo như thế này, hai thì sinh ra hai là tồn tại, còn hai mà sinh ra một là suy thoái, còn hai mà sinh ra ba thì là phát triển. Ok, nhưng phát triển quá thì cũng nuôi không nổi. Đúng rồi. Hai sinh ra hai, hai tức là tồn tại, đó là tồn tại, tức là mình không suy thoái mà cũng không phát triển. Vậy là bây giờ hai anh chị nếu mà lấy nhau phải sinh thêm hai nữa nó mới đủ tồn tại. Không sinh ra một là ok, còn nếu sinh hai càng tốt không sao hết. Cảm ơn nhãn hàng son Unica, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay thì có lẽ là Tường gọi bằng chú vì Tường thấy là có vẻ là gọi là chú là hợp lý rồi. Một chú đã ngồi đây rồi nha. Còn không biết là người phụ nữ với chương trình ngày hôm nay được ghép đôi cùng chú là ai? Tường cũng đang rất là hồi hộp. Vì thường thường mà làm những cái chương trình mà có những nhân vật đặc biệt như thế này là Tường phải dùng hết tâm trí của mình vô để mà cố gắng để hoàn thành, để khai thác và để kết đôi họ lại với nhau. Cho nên xin mọi người hãy theo dõi hành trình ngày hôm nay coi bà mối làm việc có tốt không nha quý vị. Rồi, dạ, mời chị. Giờ mình kêu bằng chú, mình phải kêu bằng cô chứ ta. Dạ, mời cô ngồi, vậy cho nó lịch sự. Còn không là mình phải kêu bằng anh, rồi mình mới kêu bằng chị. Giờ mình chưa biết tuổi tác của họ. Rồi, dạ, con mở mặt nạ cho chú nha. Dạ. Dạ luôn. Dạ, chào. Bây giờ là chú muốn các Tường kêu bằng anh hay kêu bằng chú? Dạ, kêu sao cũng được hết ạ. Không, bây giờ nguyện vọng mình thích sao? Bằng anh đi. Bằng anh đi cho nó trẻ. Đó, đúng rồi, đúng ý ghê. Mình thấy người ta lớn mà mình không hỏi ý, mình kêu ta bằng anh á, có nhiều người là nói mình hổn. Cho nên là mình phải hỏi ý, đây là nguyện vọng của anh ấy nhé. Rồi, mời anh giới thiệu thông tin cá nhân của mình. Xin chào nghệ sĩ Cát Tường. Dạ. Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả. Xin chào người bạn cùng tham gia chương trình ngồi phía bên đối diện. Tôi là Tường Phúc, đã qua 63 mùa lá rụng. 63 mùa lá rụng. Sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu anh Phúc? Dạ, sinh và lớn lên ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Sinh và lớn lên. Dạ. 63 mùa lá rụng. Bây giờ lá vẫn còn rất nhiều mà chưa có rụng, đừng lo. Bây giờ là anh đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại là đang nghỉ hưu và hưởng lương hưu. Dạ, hồi trước mình làm nhà nước hả anh? Đúng rồi ạ. Dạ, mình làm về cái gì anh? Giáo viên dạy hóa cấp 3. Dạy hóa cấp 3. Mới nghỉ được 2 năm ấy. 2 năm nay. Dạ, 2 năm. Bây giờ là an hưởng tuổi già. Đúng rồi. Ở nhà có làm gì cho nó khuây khỏa không anh? Từ hồi Covid giờ thì không có làm gì hết ạ. Dạ, rồi nhà mình có cây cối, trồng cây, chăm hoa, nuôi con này, con kia gì không có anh? Có trồng hoa, trồng cây thôi ạ. Có trồng hoa, trồng cây ha. Rồi, mời chị. Nó vô rồi đó, bên đây anh, bên đây chị lại vô. Chào rồi Cát Tường, mình tên là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Năm nay mình 43 tuổi. Nhà mình thì ở Phú Nhuận. Coi như là quê mình cũng thành phố Hồ Chí Minh luôn phải không? Đúng rồi. Rồi bây giờ là chị đang làm công việc gì? Bán hàng. À, bán gì vậy? Bán đồ da, bán giày bóp, giày nịt. Bán tại nhà luôn hả? Bán shop. Bán shop. Rồi, hát cho nghe bài. Năm anh 20 em mới sinh ra đời đó. Lúc cổ ấp ứng tôi mới ngồi suy nghĩ. Bên đây 63 mùa lá rụng, bên đây 43 là chênh nhau 20 tuổi. Cảm nhận như thế nào về bài hát đó cũng như câu chuyện đó là chênh nhau 20 tuổi? Thì cái bài đó nghe thì cũng vui. Thì bây giờ cái hoàn cảnh này thấy như sao? Thì để coi, để tìm hiểu là sao mà bắt đầu mình mới tiến tới được. Bản thân mình có thấy bị lớn chênh nhau nhiều quá không? Có thấy là ảnh lớn hơn mình quá không? Cũng có hơi cảm thấy là ảnh hơi chênh. Nhưng mà nhiều khi ăn thua lúc mà mình nhìn xem coi như thế nào đó. Đúng rồi. Thế còn anh sao anh? Hôm nay mình có ngạc nhiên về chương trình làm mai cho mình một cô trẻ hơn mình tới 20 tuổi không? Dạ, có. Hiện giờ cảm xúc anh thấy sao? Cũng chưa biết làm sao. Chưa biết sao. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh thì nói chung tính tình thì thẳng thắn. Công việc thì đâu có đó đàng hoàng, nói chung biết cách sắp xếp. Điểm yếu thì hơi nóng tính, với lại nhiều khi hay quên lắm. Rồi, bây giờ anh cho một vài cái nhận xét về bản thân mình đi. Mình là người như thế nào? Về mặt ưu điểm á, thì làm việc là hết mình và rất là đúng và chuẩn, rất ít sai sót và quá trình công tác đó. Trời ơi, đã dạy giáo viên mà dạy môn quá nữa mà làm sao mà sai sót được. Còn về mặt khuyết điểm thì cũng có nhiều, chẳng hạn như là hay quên, cầu toàn. Bây giờ chắc là ai cũng đang thắc mắc coi là cái chuyện đời tư của anh chị như thế nào. Thế về tình duyên thì như thế nào anh ha? Tôi đã một lần ly hôn. Có một cháu trai. Năm nay nó 20 tuổi. Chà, vậy là anh cũng có con trẻ ha. Đúng rồi. 43 tuổi mới có con luôn. Đúng. Dạ, bây giờ cháu trai đang ở đâu ạ? Ở sống với ai ạ? Sống với mẹ. Cái hôn nhân trước đó của anh là mình kéo dài được bao lâu anh? Kéo dài được khoảng 4 năm gì đó. Lúc đó là anh bao nhiêu tuổi kết hôn? Đúng rồi, khoảng 40 mấy. 40 mấy anh mới kết hôn.
anh kết hôn cũng trễ. Trễ. Kết hôn trễ rồi mà tại sao mình đã trễ là phải kỹ rồi, lý do tại sao lại ly hôn vậy anh? 4-5 năm có thì một mặt con. Thì nó sinh ra một trong quá trình tay trước khi bàn tới hôn nhân thì đã bàn hết những khi mà tiến hôn nhân thì như thế nào rồi chứ không phải không. Nhưng mà khi tiến hôn nhân thì những vấn đề đó thì bên tôi thì thực hiện coi như làm đầy đủ những cái mình đã nói thì mình làm hết. Nhưng về phía cô ấy thì có những cái quay chéo chéo không có lường trước được vấn đề. Giờ có những cái mâu thuẫn không giải quyết được thành ra phải ly hôn. Có dây dưa, có nắm níu, có hòa giải lòng mà. Hai lần thì mới ly hôn. Đó là cũng cố gắng để mà hòa giải mà không được. Được. Ai là cái người chủ động để ly hôn đầu tiên? Tôi. Lý do vậy anh, cái mấu chốt là cái chỗ nào mà đến nỗi mà không giải quyết được anh? Trong khi lúc đó là có tuổi hết rồi, ly hôn mà cũng muốn gần 50 rồi. Chủ yếu là vì đứa bé. Tức là đứa bé có những cái bị đe dọa, thành ra tôi phải làm cho rõ vấn đề để cho nó có trách nhiệm. Thì khi mà sống riêng ra, nếu mà nó sống với mẹ thì mẹ sẽ có trách nhiệm, còn nếu mà sống với tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm. Và dạ, trách nhiệm nó rõ ràng, tức là đừng có đổ thừa mà tại hai người gây lộn rồi đứa bé nó sinh ra cái hậu quả của nó thì không tốt. Nhưng mà ý em nói là cái lúc mà vợ chồng còn ở chung đó, cái gì là cái đỉnh điểm mà để phải quyết định ra tới ly hôn? Cái mâu thuẫn là mâu thuẫn về cái gì? Về quan điểm sống hay về giáo dục con cái hay là về trình độ hay là về cái gì đó để người ta có thể hình dung ra được? Thì chủ yếu á về kinh tế, bởi vì tôi vẫn đi làm nhưng mà cô ấy lại không chịu đi làm mà lại đua đòi theo kiểu như so sánh này kia. Rồi cái thứ hai nữa, lấy đứa bé ra để mà gây áp lực với tôi, nên giờ đó tôi sợ những cái mà hậu quả cho đứa bé thôi. Cũng là con mà lấy ra áp lực là sao? Ý giống như là anh phải, bởi vì thí dụ như tôi không đáp ứng được thì mới vào lấy đứa bé ra là làm thế nọ thế kia. Quan điểm và tư tưởng sống về cách sống nó có những cái nó phát sinh. Tức là thí dụ như là trong cuộc sống là hai người cũng phải vun đắp thì mới được. Còn tôi thì vẫn làm đầy đủ nhưng mà cô ấy không làm, nhưng mà khi đó còn lại đưa đòi. Với mình thì cha làm cha thì phải thương con thôi. Cô nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi ạ? Anh nhỏ hơn 10 tuổi. 10 không được, biết 20 tính sao? Tại vì hồi lúc trước đây thì thời kỳ nó khó khăn, tôi tập trung vô làm kinh tế rồi tập trung vào mọi thứ công việc. Thành ra mới lập được gia đình một. Rồi giờ cho em hỏi câu này cũng quan trọng nữa nè. Tại vì bây giờ anh tới tuổi hưu nhưng mà cô này cô chưa tới tuổi hưu, cô vẫn còn là mưu sinh, vẫn còn là muốn phát triển kinh tế, mới bốn mấy tuổi như Cát Tường bây giờ cày thấy mồ luôn. Thì nhưng mà anh thì lại là muốn an hưởng tuổi già rồi. Thì mình không tính cái chuyện là dịch Covid đi. Thì anh có nghĩ rằng là mình có làm gì nữa hay không, hay là mình cảm thấy là cái lương mình đã đi cống hiến cả đời rồi, cái lương hưu là đủ mình sống rồi? Làm thì tôi vẫn thích làm hơn là ở hưu hơn ăn chơi. Chứ bây giờ làm thì anh có thể làm được những việc gì? Nhiều thứ lắm. Ví dụ cho em một vài cái đi cho cô nghe. Ví dụ chẳng hạn như vậy thêm, chẳng hạn đó là cái trước mắt rồi đó. Dạ. Anh có làm cái gì được, nghề tay trái nào ngoài cái công việc dạy học không? Cái đó thì nhiều lắm. Ví dụ? Thí dụ một người nào cần làm một cái gì đó, thiết kế một cái nhà yến đi chẳng hạn. Và những kỹ thuật ở đó thì tôi có thể làm. Đó, ví dụ là như vậy. Không phải cái chuyện nhà học không, mà người đàn ông này đã quá nhiều kinh nghiệm ở những cái việc khác nữa. Nhưng mà cái chính của người ta là giáo dục, dạy học. Rồi, Tường hỏi nhiều không phải là tra vấn anh đâu, nhưng hỏi nhiều để cho cái cô bên đây, cô có thể hiểu được anh hơn. Nãy giờ nghe anh chia sẻ mình thấy sao? Nói chung thấy ảnh cũng là người có trách nhiệm với con cái, khỏe mạnh, còn nhiều cái cơ hội để làm việc, cũng có thể hỗ trợ được mình trong cái công việc. Ủa rồi anh có cho vợ anh đi làm không? Thì cái đó tùy sở thích. Dạ chứ anh ở nhà, anh bắt cô ở nhà luôn rồi anh nuôi đâu có nổi, đúng không? Phải có hai cùng đi làm mới phát triển kinh tế anh ha. Hoàn cảnh mình thì sao? Mình thì đã ly dị được 11 năm. Hiện tại giờ đang ở với mẹ, với hai em trai, với một đứa con. Con mình năm nay 14 tuổi. Trai em gái em? Con trai. Trai luôn. Học lớp 8. Rồi, là đang sống với gia đình mình luôn, mẹ với em trai. Ủa, em trai chưa lấy vợ hả? Chưa lập gia đình? Em trai thì có người có gia đình rồi, còn có người thì chưa. Rồi, thế bây giờ là cuộc sống mình về kinh tế là nuôi con thôi hay là có lo cho gia đình riêng? Nói chung không, chứ đi làm mà chủ yếu là nuôi con thôi. Còn ví dụ mỗi tháng thì có phụ mẹ tiền điện, tiền nước. Là ở chung với mẹ thì phụ mẹ ha. Rồi cái hôn nhân đó thì kéo dài được bao lâu? Hôn nhân của mình thì chỉ kéo dài được có khoảng 4 năm mà. Ảnh thì tánh ảnh thì không có trách nhiệm. Lớn hơn mình bao nhiêu? Cũng bằng tuổi. Bằng tuổi. Mà ảnh thì lại không có trách nhiệm, coi như cứ đi làm, có khi đi nhậu, rồi cái đi đến tối khuya mới về. Rồi nhiều khi cũng khuya ngoài cũng vậy. Rồi chẳng những vậy là còn mê đến cờ, đến đề nữa. Thôi kệ, mình cũng mà kệ, cứ nghĩ gì thôi, ráng chịu đựng. Cũng thời gian tự nhiên có bồ. Có bồ xong rồi thôi, mình thấy hơi mệt mỏi quá thôi. Cái nó thôi giờ chị tôi phát hiện anh, hay sao? Em chồng, đồ. Em chồng nó phát hiện. Nói chung cũng nghe thoáng thoáng rồi. Nhưng mà cái thằng em chồng nó vô, tự nhiên chồng nó ở An Giang, vô cái chỗ làm đó luôn á. Cái bắt đầu nó về nó đó, ừ chị Hạnh, anh Chinh anh quen gì vậy hết rồi. Trời, em chồng cũng tốt bụng quá ha. Nói cho chị dâu nghe là cũng thương chị đó. Thì tại vì mình ở thì nói chung bên ba má chồng rồi, em chồng ai cũng thương á, tự hiền không có gì hết á. Có nghĩa là đem bồ vô trong cái chỗ làm luôn? Không, tự nhỏ cũng làm chung chỗ.
đó là cái xong em chồng phát hiện là cái nó nói là nó thôi vậy thôi quyết định chia tay, tự thấy không có trách nhiệm. À là sao, là ở luôn với cái người đó luôn hay là sao, hay là chỉ là bồ bịch thôi? Đi xong rồi cái coi như cái đi rồi cái khi đi qua đêm sáng mới về, nhiều khi về cái nhìn mình y hệt như là vô hình vậy đó, coi mình không có ra gì hết á. Rồi chị không có ghen tuông, có đi bắt ghen, có đi tìm hiểu gì không? Nói chung cũng không ghen tuông gì hết á. Thiệt sự cái lúc mà ly dị xong, ly dị cái cũng có nhiều người mấy cô mà đó làm chung đó, trời sao xong sao con không đánh cho một trận rồi con bỏ nó, đánh ghen chi cho nó mệt chi vậy, sau này về già mình nhìn mình cỡ cho bản thân tự nhiên đi giành giật người đàn ông hãy chi, ví dụ cái người đó như thế nào thì nên còn người vậy thôi, ra tòa ly dị. Chị đề xuất ly dị rồi ổng ok chứ ổng không có núm níu gì hết không? Ổng thì cũng nói bà suy nghĩ kỹ chưa, thì nói tôi suy nghĩ kỹ rồi vậy thôi, rồi cái nói sau này bà đừng có hối hận nha. Ổng không có dành nuôi con luôn? Không, mình nuôi con, rồi ra tòa thì tòa cũng quyết định hỏi giờ con theo ai, nói con theo mẹ, rồi hỏi trợ cấp nhiêu, tòa đưa ra giá 3 triệu, 2 triệu, 1 triệu, ổng chọn giá 1 triệu một tháng, rồi ổng cũng đưa được chừng 2-3 năm gì, xong ổng cũng lơ lơ rồi thôi. Tới giờ hai cha con còn liên lạc với nhau không? Thì cũng lâu lâu ổng mới qua thăm nó một lần cho được 200. Bây giờ ổng có lấy cái người đó không? Có lấy người đó nhưng mà cũng chia tay luôn. Lúc mà mình ly dị xong thì mình cũng coi như bạn bè thôi, ngay cả cái người đó cũng coi như mình cũng coi như bạn. Thì bởi cái lúc mà cái người đó mà chia tay với ổng á, cũng có qua nói chuyện, em hối hận quá chị, tự nhiên sau đó em ngu quá, tiền nhà tiền cửa từ ổng cũng ở nhà mướn, lấy nhỏ này cũng ở nhà mướn, tiền nhà tiền cửa gì hả là hả em lo hết, tiền sữa của con bé chết em lo, tiền điện tiền nước em lo, thêm một đứa con nữa. Lấy người đó cũng có con đó, em lo hết, hỏi chị sao em lo nổi, cho nên thôi em cũng chia tay luôn. Lúc mà ổng đi làm á, ổng chạy taxi mà cái là ở nhà nàng ta gom đồ đi hết dọn đi rồi hết. Bây giờ mình á, thật ra cái tuổi 43 không quá, không phải già mà cũng không phải trẻ. Ví dụ mình tiến lấy bước nữa thì hỏi thiệt là mình có muốn sinh con nữa không? Nếu mà có nhu cầu thì vẫn sinh bình thường, có nghĩa là mình không bất thiết, nhưng mà có cũng được, có cũng không được, không có cũng được, không sao hết. Rồi anh có muốn có con nữa không? Muốn. Muốn hả? Ủa sao? Ủa vậy hả? Tại sao rất muốn? Em nghĩ là em hỏi cho anh trả lời không chứ. Sao mấy tuổi rồi vẫn muốn sinh chăm con nữa hả anh? Cái chuyện đó bình thường, cái đó là mình trách nhiệm với gia đình và trách nhiệm chung cả xã hội chứ không phải không. Lý do tại sao anh muốn? Anh cũng có con riêng rồi. Theo tôi thấy một người, một cặp gia đình phải có hai con thì mới đủ. Dạ. Yeah. Chứ còn một người thì mình ở trong tình trạng là suy thoái. Suy thoái. Đúng rồi. Bây giờ ảnh có người, giờ chỉ có ví dụ hai người này mà hợp nhau thì mỗi người có một con riêng, là hai người ở chung là coi như hai con rồi. Cô ấy tính cho người bên kia, tôi tính cho người bên này, tức là bốn người đó, chỉ có hai. Phân tích hóa học là mỗi cá thể phải có hai đứa con, bởi vậy tức quá cái tập này mà phát ra tôi phải đưa cho ba mẹ tôi với con gái tôi coi mới được. Ở nhà của các Tường á, mà Tường nói hoài, ngay cả bây giờ luôn à, bà ngoại á, nói chuyện với con của bà ngoại em á, là coi như mẹ em đó, mà nói chuyện với con em á, cũng nói là sau này con chỉ được đẻ một đứa con thôi. Trong khi em luôn luôn nói với con em là phải đẻ hai đứa, tại vì một đứa rất ít, tại vì mình là một cái nhân, mình là một cái con người mà mình nó tinh hoa tinh túy như thế này mà nó ra được có một cái đứa con, để cái hậu duệ của mình nó quá ít đi đó. Giống như em mà có một đứa con em rất là tức tưởi, nếu bây giờ cuộc đời mà không cho em đẻ nữa em rất là tức tưởi, nhưng mà gia đình em là không có cho, nói là một đứa được rồi, nuôi dạy nên người. Mà bây giờ em thôi, số phận em đẻ em cũng chịu đi, em bốn mấy tuổi rồi, bây giờ con em mới 19 tuổi mà ở nhà cũng tiêm vô đầu nó là chỉ đẻ một đứa con, mà bây giờ bản thân con em nó cũng nói con đẻ một đứa à, em tức hôm nay em có đồng minh rồi. Có nghĩa là một người phải nhân giống ra hai người vậy nè, bởi vì mình phải theo như thế này, hai thì sinh ra hai là tồn tại, còn hai mà sinh ra một là suy thoái, còn hai mà sinh ra ba thì là phát triển. Ok, nhưng phát triển quá thì cũng nuôi không nổi. Đúng rồi. Hai sinh ra hai, hai tức là tồn tại. Tồn tại đó là tồn tại, tức là mình không suy thoái mà cũng không phát triển. Vậy là bây giờ hai anh chị nếu mà lấy nhau phải sinh thêm hai nữa nó mới đủ tồn tại. Không sinh thêm một là ok, còn nếu sinh hai càng tốt, không sao hết. Còn nếu sinh hai càng tốt, không sao hết. Rồi, nhưng mà rồi sức khỏe đủ không? Ok. Chắc không? Chắc. Anh biết. Trong nghề khoa học thì biết. Người ta phải chứng minh bằng khoa học nha. Bây giờ tự nhiên số có hình, cho hình. Anh có hình không anh? Cho em mượn hình. Hai tấm hình muốn chặn từ. Anh, tôi nói chuyện với anh tôi khoái rồi đó. Một người, hai người, ba người phụ nữ. Một người phụ nữ, hai người phụ nữ. Không, tôi chọn tấm này thôi. Ba người phụ nữ, ngựa đi. Ở trần vậy, sexy vậy. Đi biển, biển. Đi biển. Trời ơi, 1, 2, 3, 4 cái hình này thì mờ quá, thôi bonus cho chị hai tấm luôn đó, lựa đi, có ảnh ở trọng đó. Người đàn ông 63 mùa lá gùng, sexy 50%, còn gì nữa? Nếu mà là giáo viên, nếu mà nhìn tuổi thì chắc cũng
Chắc cỡ anh đó. Chắc cỡ anh đó ha. 53 tuổi ha, giáo viên ha, chắc cỡ anh đó. Hình này chụp lâu mau ảnh thì hình đi biển á. À, cách đây khoảng 3-4 năm gì đó. 3-4 năm. Rồi bên đây anh chọn được ai chưa? Chắc cô này. Lý do sao chọn cô đó? Đây cũng tầm tầm tuổi đó. Dạ. Rồi. Hai người này hai người này cảm nhận tốt, phân tích tốt. Xin mời quý vị hãy nhìn xem. Mình chọn đúng không? Đúng. Đúng. À, chọn đúng không? Đúng. Hay ha, công nhận hay thiệt. Rồi thôi bây giờ thì chắc là anh món quà đi anh. Xin phép được tặng em một món quà. Thì kèm với là một, đây không phải là thơ nhưng mà chỉ là lời nói thôi. Thấy sao nói vậy, tặng hoa thì hoa cũng tàn, tặng sổ, sổ để trên bàn ngắm em. Ồ, tôi tưởng ông vậy quá, ông khô khan lắm chứ. Làm tình em cũng tặng anh một món quà. Cái chỗ này là em làm việc ở đây luôn cho nên em tặng, gọi là cái nhà lá dừa. Yeah. Cái bóp hả vậy hả chị? Yeah. Mở ra em coi với, coi có ý nghĩa gì. Thôi ngồi đi anh chị, ngồi đi. Bên đây là cuốn sổ để trên bàn để mà có ý nghĩa gì của sợi dây nịch không? Nam thì mình tặng dây nịch chứ còn tặng ví thì mình không biết tặng như thế nào. Dây nịch cho nó gọi là chi dễ. Rồi, coi chừng đeo dây nịch là buộc vô lưng là buộc luôn á nha anh nha. Đó. Thôi bây giờ các Thường xin dành một ít thời gian để hai anh chị trò chuyện riêng với nhau để hiểu nhau hơn một chút, rồi xíu nữa các Thường sẽ quay lại nha. Yeah. Mời anh chị. Em ở Phú Nhuận là ở nhà em hay là ở nhà? Dạ, em ở nhà với mẹ. Cũng nhà em. Dạ, mà em năm nay nhiêu tuổi rồi? Mẹ em năm nay 67 tuổi. Còn anh ở quận mấy? Anh ở quận 4. Anh ở quận 4? Đúng rồi. Anh là giáo viên dạy hóa cấp 3? Đúng rồi. Cũng mai mốt về dạy hóa cho con em. Thằng con em nó yếu hóa lắm. Dạ. Thằng nhóc em nó mới có lớp 8 mà nó yếu hóa kinh khủng. Dạ. Em đi bán như vậy là ngày nào cũng đi bán hay là có ngày nào nghỉ không? Ngày nào em cũng làm hết. Một tháng em được nghỉ 2 ngày, 8 rưỡi sáng đến 8 giờ tối. À, cái đó là em làm cho người em, ta? Em bán là... cho người ta thôi. Đó là công ty hay là của... Dạng như hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh. Sáng thì đưa nhóc đi học, rồi em cũng đến chỗ làm rồi đến chiều 4 rưỡi em chạy em đón nó, rồi hai mẹ con trở về cửa hàng luôn. Rồi cái ăn uống ở đó, xong rồi cái tối là hai mẹ con chở nhau về. Em có đông anh chị em không? Nhà em đông lắm, nhà em đến 6 người. 6 người, em ở nhà là thứ mấy? Em thứ ba, chị lớn thì lớn em tuổi, 7-7. Còn thường mà trong sinh hoạt hàng ngày á, trong công việc á, mà em mà khi mà nóng giận mà không kiềm chế được á, thì em làm gì? Em cũng nhịn nè. Ví dụ như cũng có một số khách, ví dụ ta vô người ta coi kỹ quá hay là như thế nào, thì em nói ở đây sản phẩm em bán vậy á, giờ tùy anh ưng thì anh mua, còn anh không ưng sao anh cứ đi tham khảo chỗ khác, ta coi được, ta mua cũng đừng, thôi ta đi. Em ăn đi. Dạ dạ. Chiều tối là về nhà hai mẹ con nấu cơm ăn. Ăn uống ở bên cửa hàng luôn. Rồi có mẹ em ở nhà thì ai cho lo? Mẹ em thì mẹ em bà tự lo hết rồi, mẹ em nói chung mẹ em cũng khỏe, mẹ em buôn bán rồi ở nhà là mẹ em tự lo hết. Cũng buôn bán ở nhà luôn. Mẹ em thì buổi sáng bà bún bò. Em sinh thêm con nữa em có ngại không? Dạ không, nếu mà sinh thêm con á thì phải sắm nhắm sao dạng như kinh tế phải ổn định, với lại dạng như phải làm vừa nuôi mình mà vừa nuôi được con nữa. Đúng rồi. Đúng rồi, thì em cũng hy vọng là vậy. Chứ còn nếu mà sinh ra mà mình không lo được cho nó nhiều quá, không đủ điều kiện lo cho nó thì tội đứa nhỏ chứ không đúng, có gì hết. Em nói cái đó đúng. Tức là mình phải có trách nhiệm. Đúng rồi, có trách nhiệm. Em là quê ở đâu? Em ở thành phố luôn. Từ hồi xưa giờ ở thành phố luôn. Vậy là nhà đó là em ở với mẹ từ hồi nhỏ nó lớn luôn. Dạ đúng rồi. Anh cũng vậy, thì cũng từ nhỏ lớn luôn. Anh ở quận 4 mà cũng nào? Gần chợ Sấm Chiếu, chỗ Lê Dương Linh đó, đi vô chút xíu. Hồi xưa em cũng có làm khu chế xuất Tân Thuận. Hồi xưa em làm bên ngành gì? Bộ dây điện xe hơi á. Em làm đó được lâu không? Em làm ở đó cũng được 4 năm. Từ nhà em đi sang bên đây chứ khu chế xuất cũng xa. Dạ xa. Lúc đó làm đi xe cái máy. Hồi xưa đi xe cái máy đâu có đâu, cái em đặt xe đạp không á. Trời xuyên dữ rồi đó. Anh dạy cũng vòng vòng trường quận 4 luôn hả? Không, em dạy ngoài quận 9. Dạy cũng mấy chục năm rồi, dạy ở ngoài đó mấy chục năm. Làm bây giờ không? Không. Nhà anh hiện tại giờ anh ở một mình hay là anh? Ở một mình, anh có một mình à. Rồi con anh có hay về thăm không? Có, lâu lâu có về thăm. Con anh cũng ở gần đó à? Không, con anh ở ngoài Trận Bàn á. Ở Đồng Nai đi ở ngoài Trận Bàn á, Tây Ninh á. Ở Tây Ninh. Đúng rồi. Yeah. Rồi cho hỏi một câu, ở nhà mình á, sống với mẹ rồi, thí dụ mình có con nữa mẹ có cản không? Giống như mẹ Cát Tường không? Không, mẹ tình mình do, thì thoải mái. Nói chung mẹ mình bà cũng thích cháu lắm. À mà giờ mình tiến thêm bước nữa là gia đình ủng hộ hết không? Ủng hộ. Con ủng hộ không?
thằng nhóc ủng hộ, thằng nhóc nó nói mẹ đi đi rồi cái tấm hình mà đấy đăng ấy nó chọn. À vậy hả? Ừ. Tại vì bên đây là nếu mà mình kết hôn nữa là mình đi, ví dụ mình có thí dụ nha, mà cặp đôi này thành đi, nó ví dụ là đi là mình, con mình vẫn đi theo mình hay là con mình sẽ ở dưới ngoại? Rồi, con mình đi theo, con mình đi theo mình, tại nó mới 14 tuổi phải không? 14 tuổi. Ừ, con... Nói chung là lúc nào mẹ con cũng đi chung nha. Đúng rồi, đúng rồi. Còn bên đây ảnh là con đâu có ở với anh đâu, con là ở bên kia, ở với anh buồn anh đòi đẻ thêm là đúng rồi. Vậy nó mới công bằng, thêm đứa nữa là ok. Vấn đề là ông nuôi nổi không, chứ ông có điều kiện kinh tế nó nuôi không, lo không. Nãy mình cũng có nói anh Nhắm, ví dụ như đủ điều kiện kinh tế phải đầy đủ thì bắt đầu mình mới dám sinh, chứ không sinh đứa nhỏ ra không đầy đủ thì tội nó. Và anh nói sao? Mâu thuẫn vợ chồng sẽ xảy ra thì sự. Anh ấy có thể được không? Mấy người này ta chắc cú lắm, được người ta mới nói. Bây giờ em hỏi thiệt là phải có lương hưu, thí dụ mà lương anh không làm được việc thêm gì đi, lương hưu không có nuôi nổi con không? Mình đừng có tính lương hưu, lương hưu chỉ để mà cái cơ bản để cho mình sống. À còn nuôi con là phải có cái lương khác để nuôi. Còn là anh có lương khác phải không? Có đó. Thì phải đi làm thì phải nói cho người ta hiểu. Thì phải đi làm mới có chứ không phải ngồi ở nhà mà có. Dạ nhưng mà hiện tại như bao nhiêu năm rồi thì bây giờ mình có tích lũy rồi cửa này kia rồi, nhà cửa mình là ok. Không, nhà cửa thì giờ cái nhà thì không đẹp bằng ai. Dạ nhưng mà coi như là yên tâm, không có cái phải lo có vấn đề phải đi ở nhà thuê. Dạ đó. Nhà ở đâu anh? Ở quận 4. Dạ, rồi nhà có mấy phòng? Có 2 phòng. Có 2 phòng. Con cổ có chỗ ở không? Có. 2 chồng phòng rồi con cổ 1 phòng. Rồi đẻ thêm đứa con nữa nó ở đâu? Ở chung với bố mẹ với chú phòng kia, hai đứa ở chung cũng được. À là khi lớn là bảo anh em ở chung cũng được, hợp lý. Được. Dạ, dạ. Ở chung. Nói chung an cư lạc nghiệp, có cái nhà là yên tâm rồi. Đúng rồi, cái quan trọng nhất là cái chỗ ở. Dạ, em hỏi nhiều chẳng qua để cho anh chị hiểu nhau thôi. Để bây giờ cho anh chị chơi game show của chương trình nha, trả lời mấy câu hỏi của chương trình cho nó vui nha. Mời anh bóc một cái lá bài, anh đọc lớn lên yêu cầu trong đó. Hai bạn chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng bên nhà gái muốn bạn trai ở rể, bạn trai thì không thích ở rể. Hai bạn sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Có nghĩa là hai người đã sắp tiến tới hôn nhân rồi, có nghĩa là đã chọn nhau rồi, yêu nhau rồi, quyết định rồi. Nhưng bây giờ thí dụ trường hợp là bên nhà gái là muốn bắt rễ mà chàng trai thì không muốn ở rễ, thì lúc đó hai người sẽ giải quyết với nhau như thế nào? Chuyện này thì nó cũng đơn giản thôi. Ví dụ như bên nhà gái muốn bắt rễ, tức là ý là cũng có cảm tình với chàng rễ đó. Trên cái quan điểm của người xưa thì người ta có nói là vợ chồng tương kính như tân, tức là vợ chồng sống với nhau tuy là mới hay muộn thì cũng phải tương kính nhau như lúc ngày mới, chứ đừng có mà có cái sự là khinh dễ hay sống lâu ngày cho nó nhàm chán, khinh dễ nhau thì không nên. Cho nên tôn trọng được cái điều đó thì cái gì cũng vượt qua, còn nếu như không giữ được cái điều đó thì có lẽ là nó sẽ gây ra nhiều cái mâu thuẫn. Rồi mình xuất phát từ đầu tiên là xuất phát từ chỗ đó. Rồi chị suy nghĩ như thế nào? Cái đợt mình thì cũng là chồng mình cũng ở rể, thì nói chung ở rể thì cũng có nhiều cái nói chung cũng hơi khó khăn lắm thật sự, cho nên mình cũng muốn là lấy một người gọi là ở riêng chứ không có muốn ở rể thật sự. Cho nên nếu mà ba mẹ mình có muốn vậy là mình cũng phản bác là ba mẹ phải không, mình không có chuyện muốn ở rể phải không. Tại thường những người mà người ta muốn bắt rể là sao? Thứ nhất hoàn cảnh, người ta cái điều kiện người ta phải có. Đúng rồi. Thứ hai nữa mà anh thường thường anh ít con đó, ít con cái này đây cũng có con, hoặc là cái hoàn cảnh neo đơn gì đó đại loại vậy đó, thì người ta mới muốn bắt rễ. Mà thường là bắt rễ là điều kiện kinh tế người ta phải khá hơn cái bên chàng rễ, người ta mới bắt ở rễ cũng được, miễn là nhà vợ hay là vợ vẫn tôn trọng mình, có cái quyền có tiếng nói trong nhà thì mình sẵn sàng. Đúng không? Chứ nếu bắt rễ và bắt luôn cái con người của mình, không cho mình có cái chính kiến, mất luôn cái sĩ diện, cái bản lĩnh đàn ông thì mình sẽ không làm. Ý anh là như vậy đúng không? Đúng. Dạ bởi cho nói chuyện với những người lớn đó, nó sướng gì đâu, nó diễn ra những cái thâm thúy lắm. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ mời chị. Bạn trai hãy làm động tác nào đó thể hiện mình đang rất thích bạn gái. Cái này khó, có vẻ khó. Nếu anh thích người bạn phụ nữ ngồi trước mặt mình thì anh sẽ thể hiện như thế nào cho cô biết là mình thích cổ, ví dụ vậy? Chắc có lẽ nói một câu thơ gì đó. Dạ, mời anh. Về bên anh, không ồn ào sống cả, vẫn êm đềm, trọn cả tình anh, trọn cả tình anh. Thế này là anh tự đặt hả? Mới tức thì ngồi đặt đây luôn hả? Mới đặt luôn nha. Tôi thật sự là không biết em ngồi, chị ngồi cảm nhận sao, nhưng mà thật ra anh có sự rung và xúc động á. Tôi thấy là anh rung mà cơ mặt anh giật giật luôn á. Thôi giờ một cái cuối cùng nữa, em mời hai anh chị nắm tay nhau qua cái cửa trái tim này. Đó là một cảm nhận xem mình có cái gì đó rung động hay là mình suy nghĩ làm một chút xíu cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay, để chúng ta có thể đưa ra cái quyết định của mình cho nó đúng đắn với những cái suy nghĩ, với cái nội tâm của mình. Rồi, cảm ơn hai anh chị. Thời gian nó không nhiều nhưng mà em nghĩ là nó cũng đủ để chúng ta cảm nhận là mình có muốn tìm hiểu đối phương hay không. Các tường hay là chương trình chỉ cho mình cái
cơ hội thôi, còn nắm bắt hay không là quyền của anh chị nha. Ở tuổi này không dễ để tìm được một người chia sẻ với mình đâu. Nếu mà Tường nghĩ thật sự được, mình cảm thấy không có cái gì đó nó quá là khó khăn, thì cứ thử tìm hiểu nhau xem, nó cũng chẳng mất cái gì mình thêm một người bạn để mà mình tìm hiểu nhau. Mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của các Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Dạ, mời anh chị nhắm mắt lại ạ. 1 2 3 Trời ơi, Tường hồi hộp quá. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, mời anh chị qua bên đây đứng đi. Mình thấy là Hạnh là người phù hợp với mình. Mình chỉ mong rằng trong cuộc sống mình phải thực tế và trung thực, đừng có gì lừa dối nhau, tại vì cái lừa dối nó sẽ không tồn tại được. Đó là như vậy, tôi chỉ mong muốn vậy thôi. Thì rối tí xíu, nhưng mà thì để tìm hiểu đã rồi bắt đầu mới hiểu. Mà nói chung thấy anh cũng hiền, nói chung giáo viên là người sống nói chung là có đạo đức, thì mình cũng đồng ý. Lúc mà nói là đi cái này thì nó đồng ý, nhưng mà còn chưa biết là để nó gặp mặt đã rồi xem nó như thế nào. Chắc có lẽ đối với tuổi của bé thì chỉ có về vấn đề ăn học thôi, thì mình chỉ hỏi thăm về vấn đề ăn học của bé như thế nào. Rồi, anh cũng là giáo viên thì đang cần, tại vì nó học giả hóa, đang cần là giả hóa. Cái đó thì đơn giản quá, đơn giản đối với tôi. Trước tiên, các tôi xin thay mặt chương trình gửi tặng chị món quà để làm đẹp nha. Phần quà dành cho chị là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Mời hai anh chị nắm tay nhau đi à. Không biết là cảm xúc của chị bây giờ như thế nào? Cũng hơi khó nói. Tường lại nghĩ là mình vẫn có một cái chút suy tư, cho nên là Tường cũng không dám chắc 50-50 à. Không dám chắc là mình sẽ bấm nút, tại vì Tường nghĩ sợ chị chê ảnh già. Nhưng mà cái động lực gì, cái gì trong lòng mình mạnh mẽ để mà mình bấm nút? Thì cũng phải có cái khởi đầu, cho nên giờ có gì mình cứ tìm hiểu, tính tới sau. Dạ, đó là những người mà biết nắm bắt cơ hội. Thế còn anh, cảm xúc hiện tại? Anh thấy vui. Anh thấy vui. Em cảm nhận được điều đó trên gương mặt của anh. Và một nụ hôn dành cho nhau kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Anh xin phép em nha. Dạ. Rất là dễ thương luôn quý vị ơi. Thật sự là cái tuổi này mà để đến được với nhau rất khó. Anh chị cũng nói rõ với nhau quan điểm. Quan trọng là khi gặp nhau chúng ta có thể cởi mở, mở lòng ra để mà trò chuyện. Nhưng mà để đến được với nhau hay là về chung một nhà còn là một cái hành trình nữa. Chúc hai anh chị nhiều sức khỏe. Và cũng sẽ cùng với chương trình theo dõi. Nếu mà anh chị có tin gì vui thì nhớ báo cho các Tường biết nha. Cảm ơn các Tường. Tôi cũng xin cảm ơn nghệ sĩ các Tường. Yeah. Và xin cảm ơn toàn thể chương trình. Chúc chương trình ngày một phát triển. Và yeah, sẽ đem lại nhiều nhiều hạnh phúc và sự phát triển cho xã hội. Dạ, yeah, cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Kính thưa quý vị, rất là vui đúng không quý vị? Tường hồi hộp lắm mọi người. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng vui và cùng chia vui với anh chị này. Theo dõi nha, để biết đâu có tin vui thì mình sẽ tiếp tục mừng cho họ nữa. Bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi quý vị. Chúng ta xin nói lời chào tạm biệt nha. Chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và xin mời quý vị khán giả hãy tải và cài đặt ứng dụng Netlove để được xem chương trình sớm và đầy đủ nhất. Cảm ơn nhãn hàng Son Yurika, tô son tinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì quý vị nhìn thấy cô gái đầu tiên đã ngồi chờ đợi sẵn. Còn chàng trai đâu? Chàng trai phải đợi các Tường dẫn vào. Quý vị hãy cứ mạnh dạn đăng ký tham gia phiên bản của bạn muốn hẹn hò, đó là Hẹn Ăn Trưa. Bởi vì nếu không tìm được một nửa của mình, các bạn vẫn còn một cơ hội nữa, sẽ được nhận được một cái voucher từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản offline quý vị nhé. Và bây giờ không để cô gái chờ đợi lâu, chúng ta sẽ đưa chàng trai của cô ấy vào. Ở đó đó đó, ở đó 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 đó, hết sức từ từ và bình tĩnh. Rồi, yên vị vào chỗ ngồi, thử một chút cảm giác cũng không thấy đường, cũng hơi ghê gớm ha. Được rồi, hai bạn có thể mở mặt nạ của mình ra. Bây giờ chúng ta hãy giới thiệu về nhau đi ha. Xin chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên kia và tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Huệ, năm nay em 26 tuổi. Em hiện đang làm sales admin của một công ty bất động sản. Em sinh ra ở Hưng Yên nhưng mà em lại lớn lên ở Đồng Nai. Mời bạn trai. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên kia. Mình tên là Trần Minh Hòa, mình quê đến từ Đắk Lắk. Mình năm nay 26 tuổi, hiện đang làm nhân viên xuất nhập khẩu trong một công ty xuất khẩu nông sản. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì cũng không nhiều lắm đâu. Em mọi người hay nhận xét em là thông minh, nhanh nhẹn, dễ thương, không có giận ai bao giờ hết trơn á. Còn
Điểm yếu của em thì chắc là khi nào mà em vui là em nói nhiều lắm, nói nhiều mọi người đau đầu luôn á. Lúc em buồn. Lúc em buồn thì không nói gì hết trơn á. À thôi em buồn đi em đừng vui. Em đừng vui mất công người ta đau đầu. Có một cái nữa là em hay bị quên lắm chị. Cái chuyện gì buồn là em hay quên lắm. Rồi mình thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của em gái là gì? Điểm mạnh của em đó là vui vẻ, hòa đồng. Em có khả năng chăm sóc các bé nhỏ và em có thể cả trồng cây, nấu ăn. Cái điểm yếu của em thì cũng khá là nhiều. Em hay bị lạc đường. Em không rành về các thiết bị công nghệ. Cho nên cần phải có một chàng trai đưa đường dẫn lối cho em, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Về tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em chưa có mối tình nào chính thức cả. Nhưng mà đơn phương rồi tình học trò thì có chứ chị. 26 năm chưa có một mối tình vắt vai. Thế có cảm nhận nụ hôn đầu đời chưa? Ngại quá, chưa chị ạ. Ngại quá, chưa chị ạ. Chưa luôn. Bên này cười tươi quá ha. Nãy giờ vốn đã tươi, giờ nghe vụ này còn tươi dữ nữa. Hy vọng không tin được chị ạ. Không tin được hả? Sao vậy? Ta nói thật thà gì mà không tin? Khó tin, khó tin, khó tin nhưng mà vẫn có thật. Dạ đúng rồi. Thế còn em tình trường như thế nào? Em may mắn hơn là nữ. Em cũng được 4 mối rồi. 4 mối. Chà yêu quá hay sao mà suy nghĩ lắm hay sao mà thấy tóc bạc hết trơn kìa. Tôi thấy có tóc bạc rồi nha. Tóc bạc là tại trai em á, không phải tại mấy bạn gái đâu. À dạ. Sao tóc bạc tại trai em, tại máu trai em truyền lại á hả? Dạ đúng rồi. Lành lắm nè. Em thì không muốn lên nói tới mối tình gần nhất, em muốn lên đến nói tình sâu nặng nhất. À đúng rồi, dạ. Rồi. Thì yêu bạn đấy là từ hồi đại học, bắt đầu là năm 3 đại học cho đến hơn 3 năm ạ. Lý do sao lại phải chia tay? Vì hiểu lầm. Hiểu lầm? Ai lầm ai? Bạn đó hiểu lầm em với một bạn là bạn thân của em hồi cấp 3. À, có nghĩa là nghĩ em bị đê á? Không, bạn đó là con gái, bạn thân của em là con gái. Trời ơi, khác giới mà tôi tưởng đâu. Rồi rồi, hiểu hết hồn hết vía. Có không? Không có sao không giải thích? Không giải thích được. Bao lâu thì em mới quên được cô đó? Thực ra là em không quên được bạn đấy. Vẫn cứ nhớ bạn đó hoài luôn. Nhưng mà tận gần đây thì cũng có một thời gian có gặp lại, rồi cũng nói chuyện ra. Không hiểu nhau hoặc là có rất là nhiều điều mà cảm thấy là chắc chắn là mình không thể nào tiến đến được nữa. Có nghĩa là chia tay rồi vẫn nuối tiếc mãi, cho đến lúc gặp có cơ hội được gặp lại nhau, trò chuyện lại một lần nữa mới cảm thấy là hoàn toàn. Rất là nhiều lần nữa. Nhiều lần nữa rồi thấy là không có hợp. Rồi bây giờ em quên hết chưa để mà em tiếp nhận một tình yêu mới? Đương nhiên là tình cảm của mình đã hết rồi. Quá khứ bỏ qua, giờ nói tới tương lai, nói tới hiện tại, đúng không? Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì cũng là một người khá là dễ tính. Em chỉ cần là bạn nữ có tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương gia đình. Nếu mà bạn nữ là hiểu được mình thì là một cái điều rất là đáng quý. Điều gì em không thích ở người bạn nữ? Hơi cố chấp, chắc là có lời cố chấp. Rồi như là có những điều mình biết là không tốt cho bạn ấy, mình nói là bạn điều đó không tốt, nhưng mà bạn là bạn cố chấp theo đuổi cái điều đó. Không có tiếp thu á, phải không? Dạ đúng rồi. Còn em, mẫu người bạn trai lý tưởng của em như thế nào? Đầu tiên thì phải là đàn ông đã. Em đã từng thích một người mà họ không thích con gái, họ thích con trai. Nên là tiêu chuẩn đầu tiên là đàn ông. Tiêu chuẩn thứ hai đó là cái người mà em gặp ấy, họ tạo cho em được cái sự tin tưởng. Tại bình thường mình men quá, nên bây giờ mình cũng men lâu quá rồi. Mình cần có một người để mình có thể tin tưởng dựa vào, là một người đàn ông của gia đình. Điều gì em không thích? Người ta nói là đàn ông thì có tứ đổ tường. Em thì chỉ không chấp nhận đàn ông lăng nhăng, chăm hoa và có máu cờ bạc. Nãy giờ trò chuyện hai bạn cảm nhận thử ra đối phương như thế nào? Em nghĩ là bạn ấy cũng là một kiểu người thuộc về gia đình. Tóc tai, tóc ngắn hay dài? Em cũng không tưởng tượng được nữa, nhưng mà bạn ấy có một giọng nói cũng dễ nghe ạ. Em có hình dung được bạn trai bên này như thế nào không? Em nghĩ bạn này cao hơn em, có vẻ trẻ hơn em. Em thường được nhận xét là già hơn tuổi. Nên là các bạn nam mà bằng tuổi với em thì thường hơi khớp. Vậy bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra, hai bạn sẽ nhìn nhau, tâm sự, trò chuyện trực tiếp cho nó dễ hơn. Có điều gì trò chuyện thẳng với nhau luôn nha. Tên 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 tên. Hay chào bạn. Rồi cảm ơn ạ. Wow, cảm ơn bạn. Đẹp ha. Đây là cuốn sách mình gói quà tặng bạn. Rồi cảm ơn. Nếu mà muốn hiểu hơn thì mình thì hãy đọc cuốn sách này. Bí ẩn quá ha. Dạ. Về đọc nha em. Đoán về nhau có trúng được bên cái miếng nào không? Bạn cũng cao, nhưng mà cũng không nổi đến nỗi là trẻ như em nghĩ. Còn em? Chỉ tưởng tượng của em cũng hơi kém nên là nhìn bạn em cũng chưa tưởng tượng. Có cảm nhận đầu tiên em cảm nhận như thế nào khi mà nhìn thấy mặt? Em nghĩ là bạn ấm áp ạ. Trời, nhìn mặt mà thấy ấm áp luôn, ghê thiệt. Rồi bây giờ á, kêu món ăn trước đi. Trong thời gian người ta làm món ăn thì mình sẽ trò chuyện với nhau tiếp nha. Xin mời hai bạn hãy chọn món ăn. Món ăn của nhà hàng Coco Echibana rất là ngon. Nhìn hấp dẫn quá chị. Dẫn lắm. Đây là một trong những cái món ăn rất là nổi tiếng và rất được nhiều người ưa thích ở bên Nhật Bản đó.
em ăn món bò đi, chị ăn món bò nướng á. Đây, cà ri thịt nướng, được không? Dạ, được. Rồi, cà ri thịt nướng, em ăn cái gì? Em ăn cà ri heo chiên kèm rau củ. Cà ri heo chiên kèm rau củ với là cà ri thịt nướng. Sau khi nhìn nhau rồi, hai bạn hãy trao đổi quan điểm với nhau đi. Về tình yêu, về hôn nhân như thế nào? Anh nữ nghĩ anh em chứ giờ không có bạn bè gì nữa trơn á. Bằng tuổi nhau hả chị? Bằng tuổi. Trời ơi, rồi bạn comment không vậy? Comment không vậy? Nghe nào? Comment đương nhiên. Có cần tôi bắt hết đất ngay đây không? Không cần tiếp đâu chị ơi. Trời ơi. Thì em chia sẻ quan điểm của mình đi. Đối với em thì tình yêu nó phải từ được vun đắp từ hai bên. Yêu nó là một động từ thì mình phải chứng minh nó bằng hành động, chứ thay vì chỉ có nói. Mình có thể khác nhau rất nhiều thứ, tuổi tác, văn hóa, rồi nền tảng gia đình, giáo dục, nhưng mà cần giống nhau một vài cái quan điểm về những giá trị sống. Cái điều anh quan trọng nhất là cảm xúc. Ừ. Hai người mà có những cái cảm xúc chung về cái thế giới này, như là tất cả mọi việc chẳng hạn, thì mình đều có những cái suy nghĩ tương đồng. Đó, thì mình dễ dàng để mình hiểu nhau hơn. Và khi cảm xúc thay đổi thì mình sẽ thay đổi. Nhưng mà đương nhiên là nó sẽ phải nhất quán, hoặc là tại vì em luôn đề cao cái sự chung thủy, chung thủy với những cái cảm xúc mình đã đặt ra ban đầu nhá. Như là ban đầu mình thích bạn đó như thế nào thì mãi về sau này mình cũng sẽ phải thích bạn đó mãi như vậy. Cũng lành lắm đó nha em. Mà cũng chưa chắc đâu chị. Người ta nói là không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút của tình yêu nó vĩnh cửu thôi. Không ai dám nói được chắc chắn một cái điều gì, đặc biệt là trong tình yêu. Chứ còn thật sự không ai dám nói chắc chắn 100%. Tại vì chắc chắn 100% sẽ không có những vụ ly hôn, không sẽ có những là cặp đôi phải chia tay nhau khi mà đã có con có cái. Nếu mà khi mà anh tiến đến hôn nhân thì em lại không cho phép mình sai lầm đến cái mức độ mà có thể ly hôn được. Bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Có thể là 1-2 năm nữa ạ. 1-2 năm nữa, bạn gái có đồng ý với cái điều đó không? Em còn tính là 30 mới lấy mà. Nên còn thong thả. À, bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn chơi một trò chơi nhỏ để trắc nghiệm thử xem, để cho vui thôi. Mình sẽ bóc một lá bài này ha, rồi yêu cầu lá bài như thế nào mình sẽ làm như thế đó. Dạ. Dám chơi không? Dám chứ. Rồi dám, đàn ông chơi trước. Chọn lá này, màu đỏ. Rồi, màu đỏ. Bạn hãy trả lời thật một câu hỏi bất kỳ từ đối phương. Ok, em hỏi đi. Anh có chấp nhận bạn nữ của mình có hình xăm không? Anh xăm hơi nhiều hơn em ạ. Em xăm kể em có chấp nhận bạn nữ của em xăm hay không chứ, đúng không em? Đúng rồi. Có nhiều người mà có hình xăm nhưng họ không chấp nhận người bạn gái của họ có hình xăm. Anh cảm thấy những người mà phụ nữ có hình xăm rất là thú vị. Phải không? Cổ có nhiều chỗ xăm độc đáo lắm á. Đồng ý không? Em đồng ý hết. Đồng ý hết. Mời em. Bạn hãy trả lời thật một câu hỏi bất kỳ từ đối phương. Trời ơi, sao hai người này không đúng nhau vậy? Được rồi, là coi như là thật hết ạ. Không bằng, trả lời xạo. Cái tên xấu gì mà em không biết kể cho ai hết đâu. Những lúc mà em gặp căng thẳng cho công việc, stress ấy, em rất là lười. Lười dọn dẹp. Lười tắm luôn không? Đôi khi lười ăn luôn. Và những lúc lười như vậy em gọi là cái quãng thời gian mình ngủ đông á, thì em hay luyện phim. Nhưng mà nó chỉ là những cái lúc mà mình quá căng thẳng thì đó là cái cách để mình giải stress. Đúng rồi, đó cũng là một cách hay, coi như là mình nạp nhiên liệu cho bản thân mình á. Mình được quyền làm gì, làm nằm ngủ hoặc coi phim coi tới sáng luôn. Sướng dễ sợ ha. Coi phim cái phim khóc thì mình khóc một mình. Quan điểm về con cái như thế nào, kinh tế như thế nào, ai sẽ là người quản lý? Em nghĩ là nên có một trai một gái, mà em thì thích con gái hơn. Kinh tế trong gia đình thì em nghĩ là em sẽ là người trung tâm về cho gia đình, vợ em quản lý. Em nghĩ là cả hai đều nên làm để mà vun đắp cho kinh tế. Và khi người phụ nữ độc lập kinh tế và có thể hỗ trợ thêm cho người chồng thì nó đều rất tốt. Cần có một cái khoản chung để mà lo việc gia đình. Cứ bàn bạc từ từ về kinh tế, quỹ đen, quỹ đỏ gì đó ha, cho nó thoải mái. Bây giờ thì hai bạn sẽ có một bữa ăn trưa thật vui vẻ, thú vị bên nhau. Chút xíu chị Tường sẽ quay lại để nhận kết quả từ hai bạn, xem mình có đồng ý hẹn hò hay không nha. Dạ. Mời. Rồi, cảm ơn. Món ăn rất là hấp dẫn ha. Em đã ăn cái món cà ri Nhật Bản này lần nào chưa? Chưa. Em ăn lần nào chưa? Chắc vậy. Sao rồi? Trời ơi, dám lấy bài của tôi ra đây ha. Quá rồi, cặp đôi này quá rồi. Hôm nay rồi, em tưởng là chị Cát Tường chưa chơi xong. Trời ơi, rồi. Như vậy mà em vừa được hôn tay, vừa nắm tay mà. Hay quá, người ta chưa hôn lần nào nha. Ghê thiệt. Hôn tay, không phải hôn má, ai hôn môi đâu. Trời ơi, muốn hôn môi luôn hả? Sao mùi vị cà ri hôm nay thế nào? Dạ em thấy ngon ạ. Lạ ha. Dạ. Ngon ha. Mai mốt dẫn bạn gái tới đây ăn hoài nha. Chắc chắn nha. Rồi, ở đây không gian rất là trữ tình, rất là lãng mạn. Rồi bây giờ nãy giờ trò chuyện nhiều rồi, cũng cảm nhận lúc này của mình về đối phương như thế nào. Hay là cái suy nghĩ của em hiện tại trong người mình cảm giác ra sao? Anh ấy cũng chín chắn, trưởng thành, cũng không hẳn là con nít như mình thường nghĩ. Tại thường các bạn nam bằng tuổi em thì em không có nhìn tới. Còn em?
Em vẫn luôn cho rằng là mình trẻ con cơ. Lần đầu tiên mà có người nhận xét em chín chắn á chị. Cảm nhận của em hiện tại bây giờ về đối phương như thế nào? Cảm giác ban đầu là nhìn thấy bạn này rất là ấm áp. Đúng. Tới giờ vẫn thấy ấm áp. Dạ. Chưa có thấy lạnh gì hết. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Nếu mình thích thì mình nói cái điều gì đó để thuyết phục đối phương sẽ bấm nút với mình. Nếu mình không thích thì mình coi như duyên chưa phải của mình, không sao cả. Các bạn vẫn sẽ còn một cơ hội khác. Các bạn sẽ được nhận một cái voucher của chương trình để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản offline diễn ra hàng tuần. Có ai muốn nói gì nữa không? Về phía anh thì cảm thấy em là một người rất là thú vị, có thể đem lại nhiều điều thú vị trong cuộc sống của anh. Anh nghĩ là nếu mà có thể thì hãy cho nhau một cơ hội. Trong một mối quan hệ thì mới đầu cũng chưa có thể hiểu hết được. Mỗi cô gái cũng giống như một cuốn sách ấy. Mình nhìn giao diện bên ngoài thì mình chỉ biết cái bìa thôi. Muốn hiểu sâu hơn với nhau về nhau thì phải lọc từng trang. Đúng rồi. Và dành thời gian sâu hơn. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. Đưa ra quyết định và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình các bạn nha. Hãy đặt tay vào nút bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với sự chọn lựa của mình. 1 2 3 Đèn đã sáng, đôi bên đã hòa cùng nhịp đập trái tim. Nhưng mà bạn gái nhanh hơn bạn trai, quyết liệt hơn bạn trai nữa. Rồi mời hai em đứng ra đây. Rồi nắm tay nhau đi. Bây giờ mới là nụ hôn chính thức nè, nụ hôn đầu tiên. Chưa. Chưa gì nữa, bấm nút là hẹn hò là yêu nhau. Ta hùng em chứ em đâu có hùng ta đâu mà rung. Nếu em muốn bo cho ảnh cái cũng được. Đây là những cái cảm xúc đầu đời và hy vọng hai bạn sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau. Dạ, cảm ơn rồi, chị. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn chị, cảm ơn chương trình.